Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 14, từ câu 15 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy, và Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không để các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tiến gần những tuần cuối của mùa Phục Sinh. Tuần tới chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Thăng Thiên, và thêm một tuần nữa, Giáo hội mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bài Tin mừng Chúa Nhật hôm nay xoay quanh việc Đức Giêsu chuẩn bị lòng các môn đệ đón nhận Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu nói: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác. Ở đây, Đức Giêsu là đấng phù trợ thứ nhất, và như Người nói, Chúa Thánh Thần sẽ là đấng phù trợ thứ hai sẽ được gửi đến cho các môn đệ. Đức Giêsu cũng nói rằng, đấng phù trợ ấy là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận. Chân lý hay sự thật ở đây khác với thần dối trá chuyên lừa lọc. Tư tưởng này đã xuất hiện trong truyền thống của Cộng đoàn Qumran, và đây là cách diễn tả tương phản trong Tin mừng theo Thánh Gioan. Thần chân lý này sẽ dạy về trật tự mới và làm chứng cho thế gian về sự thật toàn vẹn. Bài Tin mừng hôm nay kể về việc Đức Giêsu chuẩn bị chia tay với các môn đệ. Như bất cứ cuộc chia tay nào, bên cạnh sự bùi ngùi lưu luyến, người ta hẹn ngày tái ngộ. Vì vậy có thể nói, khi bắt đầu cuộc chia tay, đó cũng là lúc niềm hy vọng tái ngộ được thắp lên. Đức Giêsu trấn an các môn đệ: Thầy ra đi và đến với Chúa Cha, nhưng sẽ xin Chúa Cha ban cho anh em một đấng bảo trợ khác. Rõ ràng Đức Giêsu đang thắp lên nơi các môn đệ niềm hy vọng, hầu các ông bớt xao xuyến và sợ hãi. Bối cảnh của các môn đệ lúc đó thật đáng để sợ hãi. Người Do Thái đang tìm cách bắt Đức Giêsu, và các môn đệ đang ở trong tình trạng sắp mất đi người thầy yêu quý. Nhưng sứ mạng của Đức Giêsu là đem lại bình an và tin tưởng cho các môn đệ. Người muốn các môn đệ chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần. Đó cũng chính là cuộc hội ngộ của các môn đệ ngay sau khi xa cách Người. Một trong những điều tiên quyết Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ là phải tuân giữ giới răn của Người. Vậy đó là giới răn nào? Thưa, Người đã dạy các môn đệ giới luật yêu thương, mà chính Người đã nêu gương qua hành động cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Và khi tuân giữ lời Người, thì như Đức Giêsu nói, Người sẽ ở giữa họ. Việc chia ly sẽ không còn nghĩa lý gì nếu các môn đệ của Đức Giêsu ý thức làm theo hướng dẫn của Thầy. Để đón nhận được đấng phù trợ, các môn đệ cần phải yêu thương nhau, đoàn kết và hiệp nhất với nhau. Cũng chỉ trong tình yêu
niềm hy vọng được sáng tỏ nhất. Một khi các môn đệ yêu thương, đồng lòng, hiệp nhất, chắc chắn các ông sẽ an vui chờ đợi đấng mà Đức Giêsu đã hứa là thần khí sự thật. Và đó cũng chính là lúc Đức Giêsu đang ở lại với các môn đệ. Người ra đi, nhưng người sẽ trở lại. Ra đi là để trở về. Trong đoạn thư của Thánh Phêrô được trích đọc trong bài đọc thứ hai của ngày lễ hôm nay, Thánh nhân nói, anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của mình. Đây là thách đố của tất cả mọi Kitô hữu. Và niềm hy vọng của chúng ta là gì? Cũng chính Thánh Phêrô cho chúng ta câu trả lời. Đó chính là, chính Đức Giêsu đã chịu chết một lần vì tội lỗi chúng ta. Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh. Đó là niềm tin và niềm hy vọng của người Kitô hữu. Cũng giống như Thánh Phaolô đã nói, nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì niềm tin của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Nếu chúng ta xác tín vào điều này, thì cũng hãy can đảm, sẵn sàng trả lời cho những ai chất vấn về niềm tin của mình. Trong thời đại và xã hội chúng ta đang sống, có rất nhiều học thuyết, luận điệu, lên tiếng chê bai, thậm chí muốn bác bỏ niềm tin Kitô giáo. Và một trong những luận điệu cổ truyền, cũng như đương thời, liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm phục sinh. Người ta không muốn hoặc không thể chấp nhận mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết của Đức Giêsu. Đối với người Công giáo chúng ta, tuyên xưng niềm tin Đức Giêsu đã sống lại trong sứ đạo của mình, trong nhà thờ, trong gia đình, tất cả đều không có gì khó khăn cản trở. Nhưng cứ thử mở rộng ra hơn một chút, chúng ta sẽ gặp ngay những người không cùng niềm tin, không cùng quan điểm với mình. Làm sao chúng ta có thể nói với họ về mầu nhiệm phục sinh, thuyết phục họ tin vào việc Đức Giêsu đã chết và sống lại? Đó là thách thức của chúng ta. Đó cũng chính là sứ mạng mà mỗi người chúng ta đón nhận trong chính mùa phục sinh này. Chúng ta đang sống trong giai đoạn mới của lịch sử cứu độ. Đây được gọi là giai đoạn của Chúa Thánh Thần. Chính Đức Giêsu đã nói, người sẽ ban cho các môn đệ một đấng bảo trợ khác là thần chân lý, đó là Chúa Thánh Thần. Chính người sẽ sống trong các tín hữu và dạy cho các môn đệ biết về sự thật. Nhưng làm sao để có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng ta? Có nhiều người đã nói, dường như Chúa Thánh Thần đi vắng dài hạn, hoặc Ngài đang ngủ quên vì chẳng mấy khi thấy hiệu quả hành động của Ngài. Thực tế không phải Ngài đi vắng hay ngủ quên, nhưng là chúng ta đang ngủ quên. Chúng ta đã không tạo điều kiện để Ngài hành động trong chúng ta. Chúa Thánh Thần là đấng phù trợ, Ngài vẫn ở bên để phù trợ chúng ta, nhất là khi chúng ta gặp khó khăn, nguy hiểm. Người soi sáng giúp chúng ta biết phải hành động thế nào cách tốt nhất. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy rất nhiều khi Ngài hành động khá rõ ràng trong cuộc đời chúng ta. Chỉ tiếc rằng, chúng ta ít lưu tâm để ý tới. Chúa Thánh Thần là thần chân lý. Ngài sẽ dạy chúng ta can đảm chống lại sự dối trá của thế gian. Và nhiều khi, sự giả dối ấy ở ngay trong chính con người chúng ta. Chúa Thánh Thần cũng chính là tình yêu. Nhờ tình yêu, thế giới nên tươi đẹp. Nhờ tình yêu, con người nên mạnh mẽ. Cũng chính Ngài làm cho cuộc đời chúng ta nên kiên cường và sung mãn. Nhờ tình yêu, Ngài khoác cho chúng ta một nhãn quan mới, một cặp kính tươi sáng, để dù khi thất bại hay trước những tấn công bất chính từ kẻ ganh tị ghen ghét, chúng ta vẫn có thể an lòng đứng vững, thể hiện
Mình là một Kitô hữu đúng đắn, là một Kitô hữu thực thụ, sống theo tinh thần của Thầy Chí Thánh là Đức Giêsu. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Yêu thương ai thì luôn hướng lòng về người ấy và muốn làm cho người ấy vui lòng. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta thực hiện những điều đó. Amen. Chúa Thánh Thần, Ngài ban cho con.